Những ai đã xem qua phân đoạn nhảy lầu đều biết rằng, nhảy xuống từ tòa nhà cao 100 mét, chẳng khác nào tự biến mình thành bánh thịt. Thế nhưng người đàn ông trước mắt lại may mắn sống sót, bởi vì anh ta đã được trùng sinh trở về 3 ngày trước khi ngày tận thế ập đến. Không chỉ vậy, anh ta còn thức tỉnh dị năng cấp CC. Và điều đầu tiên anh ta làm sau khi có được năng lực, chính là tìm kiếm người bạn thân nhất của mình ở kiếp trước. Và rồi anh ta ném thằng Á Quý Ba đã từng bắt nạt bạn mình cho đám vệ sĩ lực lưỡng. Con đứng ngay ra đó làm gì? Cầm điện thoại để làm cảnh à? Mỗi người quay đủ 2 tiếng cho tôi, không thì đừng hòng bước ra khỏi đây. Ồ, được, chúng tôi quay ngay đây. Vu Thần lúc này mới kéo An Nguyệt Miên đang ngơ ngác bỏ đi, trở về khách sạn. Anh còn đáng sợ hơn cả Lưu Mỹ Ngọc, rốt cuộc anh muốn làm gì? Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Cô hãy ở yên trong này 3 ngày. 3 ngày sau, chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hai chúng ta. Bỏ mặc phản ứng của An Nguyệt Miên, Vu Thần trực tiếp đến một con phố đồ cổ. Chắc là chỗ này rồi. Sau ngày tận thế, con người và động vật cũng như thực vật, một số vũ khí cũng sẽ xảy ra biến dị. Thanh cổ đao mà tôi đang tìm kiếm phá phong chắc chắn là một lựa chọn không tồi. Cậu Di ơi, đồ cổ mới khai quật được đây, cậu muốn xem qua không? Bán rẻ cho cậu luôn thì thế nào? Tới xem đồ của tôi đi, bảo bối của tôi đã được khai quang rồi đấy. Đảm bảo con cháu giàu sang phú quý, chỉ cần 30 vạn thôi. Vũ Thần vừa đi vừa nhìn xung quanh, đột nhiên một thanh đao cũ kỹ hoang dị trên gian hàng ven đường đã khơi dậy lòng tham lam trong anh. Thất tổng tội, tham lam đang trỗi dậy rồi. Tôi bỗng nhiên có chút yêu cái dị năng mà tôi vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát này rồi đấy. Thanh này giá bao nhiêu? Tôi lấy nó. 3 vạn, giá chốt. 3 vạn, tôi lấy. Bố tôi chắc sẽ thích nó lắm. Không ngờ lại là Chu Tiểu Ngọc. Kiếp trước cô ta chính là chủ nhân của phá phong, sống oai phong lẫm liệt trong thời mặt thế. Nhưng bây giờ, thanh đao này là của tôi rồi. Nghĩ vậy, Vũ Thần liền ném thẻ ngân hàng cho ông chủ quầy hàng. Đến trước thì được, thanh đao này là của tôi. Anh bạn, bán thanh đao này cho tôi đi. Sắp tới là sinh nhật 50 tuổi của bố tôi rồi. Tôi muốn mua thanh đao này làm quà tặng ông ấy. Vũ Thần không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp bỏ đi. Khi Vũ Thần đi ngang qua một con hẻm nhỏ, một chiếc xe tải bất ngờ dừng lại. Một gã đàn ông to thô kệch bước xuống. Mày là Vũ Thần phải không? Người của Triệu Hằng phải đến à? Nếu đã đoán ra rồi, thì đi theo bọn tao một chuyến đi. Ai, mua một con dao thôi mà cũng rắc rối thế này. Nhưng mà, vừa hay có thể nhân cơ hội này thử cảm giác của phá phong. Này nhóc con, mày biết dùng dao không? Anh đừng lại gần tôi. Tôi chỉ muốn nói là hôm nay mấy người không nhìn thấy gì hết, hiểu chưa? Hiểu. Thật đúng là đêm cuối cùng trước khi mặt thế ập đến mà. Khi Vũ Thần trở về khách sạn, anh bỗng nghe thấy tiếng giường kêu quắc két từ phòng bên cạnh. Anh về rồi à? Vũ Thần gật đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh bước thẳng sang phòng bên cạnh, đá tung cửa phòng tổng thống ra. Vũ Thần, sao mày lại? Mày muốn làm gì? Phòng này tôi trưng dụng rồi. Cút ra ngoài. Vũ Thần, tao nói cho mày biết, hôm nay là tao đã nhường mày 3 phần rồi đấy. Đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Tao đánh mày đấy, mày làm gì được tao? Tao lập tức cút ngay đây. Anh ơi, hay là anh đến tiếp tục đi. Tên vô dụng Triệu Hằng kia nhìn không khỏe bằng anh đâu. Cút ra ngoài. Si, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đúng lúc này, An Nguyệt Miên bước tới ngập ngừng nói. Ở nhà tôi có một con mèo nhỏ, nó đã ở với tôi từ nhỏ. Chắc là cả ngày nay chưa được ăn gì rồi. Anh xem khi nào thì có thể đưa tôi về nhà được. Bây giờ, đưa cô về nhà là không thể được, ít nhất là không thể trước ngày mai. Nhưng tôi có thể giúp cô đón con mèo về đây. Cho tôi địa chỉ đi. Vâng, cảm ơn anh. Sáng hôm sau, Vũ Thần đến nhà của An Nguyệt Miên, nhìn thấy một chú mèo nhỏ màu trắng như tuyết. Dị thú Bạch Hổ, con mèo nhỏ của An Nguyệt Miên, lại chính là Bạch Hổ đã tiêu diệt thần khư ở kiếp trước. Vũ Thần mỉm cười, ném Bạch Hổ vào ba lô, nhưng không vội quay về khách sạn, mà đến trước cửa câu lạc bộ Thế Kỷ Nhất Gia. Mục Hồng, chắc là mày đã đến rồi nhỉ? Không biết người chị tốt của mày khi biết tin mày chết thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Mục Hồng là em trai của Mục Tử Di, hai chị em dựa vào địa vị của cha mình trong quân đội mà leo lên vị trí lãnh đạo quân đội. Hơn nữa Mục Tử Di còn thức tỉnh dị năng cực mạnh, dễ dàng trà đạp Vũ Thần ở kiếp trước. Trong thời mặt thế, cả lớn nước cả bé kẻ mạnh thì tồn tại là không sai. Nhưng kẻ mạnh ở đây phải là ta. Mục Thiếu, tất cả các cô gái trong câu lạc bộ của chúng tôi đều ở đây. Cậu muốn chọn ai cũng được. Hơn nữa đảm bảo sẽ không có ai làm phiền cậu. Vậy sao? Vậy tôi muốn tất cả bọn họ được không? Bị chị gái nhốt ở nhà cả tháng nay tôi buồn bực muốn chết rồi.
Đương nhiên là được rồi. Chỉ là dạo này tôi gặp chút rắc rối. Có một tên dám giết cả thú săn mồi của tôi. Ở cái nơi nhỏ bé như kinh thị này mà cũng có kẻ máu lạnh như vậy. Thế này đi, tôi sẽ ở lại đây với cậu thêm vài ngày. Cậu đừng gọi điện cho chị gái tôi. Tôi sẽ tìm người giúp cậu xử lý hắn ta. Được thôi, cảm ơn cậu nhiều Mục Thiếu. Được rồi, cậu cho người đi tìm tung tích của hắn ta đi. Hồng Thiếu, cậu tìm tôi sao? Mọi người xem xong nhớ cho mình một like nha.